Ồ, phải Nếu có một mà số thầy kêu không em định bao sẽ cháo cảm thì bây giờ que gối tạ dạ. cũng hết anh em à, tại vì thầy đang đói. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vô nấu mì tôm ăn anh em, khoe cái tính anh em, vãi lòng thật sự. Hôm nay thầy nói thiệt cho là quá vãi lòng luôn anh em ơi, 42 ke. Ok, biết hôm nay tôi like bao nhiêu ke người xem không? Ăn tô cháo 42 ke người xem vãi lòng. Trời ơi, hộp này ăn tô cháo mà 42 ke người xem. Chập lại rồi không? Vãi lòng thì có cho. Thôi bây giờ trời ơi, cảm ơn quen mùi ơi, trời ơi cảm ơn quen mùi đã tặng cho tôi một cái mũ nha, trời ơi vãi lòng thiệt cơ chứ, cảm ơn anh em nhiều nha, trời ơi chào que cái bảy anh em nha. Bây giờ thầy dọn cái đó bữa nay, trời ơi ai tặng cái mũ vậy, ai mới tặng cái mũ vậy, trời ơi cảm ơn Thi nha, vãi lòng. Mì tôm rồi, từ từ, cảm ơn Thi, vãi lòng. Trời ơi cảm ơn Thi nha bạn, cảm ơn Thi nha, vãi lòng. Mì bơ ke mì rồi, ok anh em, chào bé cái tư anh em. Từ từ thầy dọn cái bàn xong rồi, rồi chúng ta đi vô nấu mì tôm ăn anh em ơi. À, vãi lòng thật sự, chào que cái rử anh em nha, chào que cái rử anh em. Vãi lòng, xấu gối thầy à. Sao mà xấu gối nở em, vãi lòng em thiệt, anh em nên về. Vãi lòng. Chào que cái tư, từ từ anh em ơi, từ từ để thầy vô thầy nấu mì là nó tăng view lại anh em ơi, tại vì anh em, thầy biết là anh em thích thầy ăn đúng không, anh em thích thầy ăn đúng không, đúng không anh em. Từ từ để thầy vô thầy làm hai gói mì á, lần này thầy sẽ luộc trứng ngon chứ không phải như hôm bữa nữa. Chào que cái mốt anh em. Từ 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 đỡ thầy đi đỡ dọn bàn xong rồi thầy ăn mì nha anh em. Chào que cái mốt anh em. Chờ tí anh em ơi. Đồ hôm nay quét kỷ lục anh em à. Đồ anh em dạo này tặng què cho tôi vãi lòng luôn. Đúng là vãi đạn thiệt trời ơi. Năm gói, năm gói sao ăn nở em, em cũng quái lòng thiệt, sao mà ăn nở năm gói mì được em. Lé nữa thầy, rồi ok hôm nay thầy ăn lé nhiều luôn anh em ơi, lé ăn lé nhiều nó tốt cho sức khỏe. Chào hai cái chín em, từ từ tay giật, tay giật ở thầy ăn luôn anh em à, tại vì thầy đang đói. Chào hai cái tám, chào hai cái bảy, tối nay tôi tính bàn cát mà thôi ăn luôn cho rồi, tối nay ăn mì tôm luôn anh em ơi. Chào hai cái sáu anh em, đúng là hôm nay quét kỷ lục anh em à, thật sự là quét quá đẹp. Chào hai cái rử anh em, 100 gối đủ tao, em ăn 100 gối được thì em ăn em ơi, nghĩ sao mà ăn hai gối là được rồi em ơi, tại vì nãy thầy ăn tô cháo rồi. À, chuẩn bị vô nấu mì nè anh em ơi. Từ 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 này thầy nạp hết tiếng Vinh đó.
Em giấu yêu ơi, chào hai cái be, trời chào hai cái be anh em, từ từ anh em ơi, thầy hốt hay thế. Bè gối chín trứng rồi anh em ơi, hai gối năm trứng được rồi anh em ơi, từ từ nó tăng lại anh em à. Từ 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 tài xỉ răng á. Chuẩn bị vô nóng bị anh em ơi. Rồi ok anh em. Nó đang tăng lại anh em ơi, nó đang tăng lại anh em ơi. Thôi let's go. Vô anh em ơi. Chào hai ke anh em. Chào 2.000 anh em. Chào 1.9 anh em. Cuộc sống này quá bon chen, vì cuộc đời hạnh phúc em đềm, thành phố buồn dường như đã mỏi, đường quanh co vì góc công xà, chiều đàn tây nghe nắng chan hòa, nắng hốt nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Hôm nay thầy vui nên thầy quyết định tặng cho anh em một bài hát, bài tửu của thầy đó anh em ơi. Thao quốc anh em ơi. À, miếng cà phê coi. Quốc hôm nay thầy đổi mì trộn nha anh em, hôm nay thầy chuyển qua mì trộn ơi. Hôm nay thầy chuyển qua mì khác. Hôm nay không ăn mì chua cay nữa, nay chuyển qua mì trộn. Anh nghèo em cũng chẳng yêu ai, mì trộn ăn cũng ngon lắm anh em à. Con cái còn trứng lắm nha anh em, hai chiều thầy báo mua. Đúng 5 trứng nha anh em, 5 trứng. Ok anh em. Ok. Từ từ anh em ơi. Chào 4K6. Vài lò. Trời ơi. Mở 1K9 mà giờ tăng lên 4K6. Trời ơi anh em ơi. Vài lò. Lên. Trời ơi anh em kêu lên. Không phải lần thì ta cho bảy cái trên cho không tám cái rưỡi rồi anh em ơi, trời ơi phải không anh em biết cái ăn là sao mà anh em vô đông chửi làm vậy, trời mười cái ui trời ơi chứ sao mỗi lần ăn vô đông chửi vậy anh em, thầy đau đầu với anh em thiệt luôn á. Lên lần thứ ba rồi anh em ơi, lần đầu tiên lên 27 ke tụt xuống còn 9 ke, 9 ke lên lại 42 ke, 42 ke tụt xuống 1.900, bây giờ lên lại 12 ke phải không trời ơi,
Trời ơi anh em ơi, MBK, trời ơi. Anh em thầy xin một tim anh em ơi, bấm vô màn hình tim anh em ơi. Trời ơi. 14K rồi anh em ơi. Anh biết, anh em biết thầy ăn mì tôm hay sao mà vô đông dữ vậy trời. Trời ơi. Gần 15K rồi anh em ơi, trời ơi 15K luôn rồi trời ơi. Quái lòng. Trời ơi anh em ơi. 15K rồi anh em ơi. Trời ơi thầy quái lòng thật sự. Trời ơi nó lên 15K rử rồi. Trời ơi. 15K 7. Quái lòng. 15K 8. Trời ơi. Uống muối cà phê cho có sức anh em ơi. 16K, 16K anh em rồi. Vãi lòng sao nó lên dữ dằn vậy trời. Một đơn thầy lai mình lên tới bé lần. Trời ơi. Chứ sao tự nhiên nó tăng rồi nó hẹ tăng hẹ. Vãi lòng 16K 6. Trời ơi, vãi lòng 16K 7 anh em ơi. Đừng có nói là 17K 20K nha. Anh em cho thầy xin bấm tim cho màn hình đi anh em ơi. Còn những anh em nào mà chưa bo lâu thầy thì bo lâu thầy đi anh em. Thầy gần bê triệu 2 follow rồi. Phụ hồ đầu tiên được bê triệu 2 follow quá cái lòng. Tuy là thầy không có bằng ai nhưng mà thầy cảm thấy phụ hồ đầu tiên bê gần bê m 2 follow quá lòng. 17K rồi anh em ơi. 17K rồi anh em ơi. 17K người xem. Trời ơi. Thầy hỏi thiệt là anh em ăn cơm nước gì chưa? Hôm nay anh em ăn cái gì? Anh em comment đây cho thầy biết coi thử anh em hôm nay anh em ăn cái gì vậy? Hôm nay anh em ăn cái gì vậy anh em? Anh em có thể nào comment đây cho thầy biết được không? Chưa ăn thầy trời ơi. Ăn trứng, ăn cơm, ăn mì. Ăn mì gì rồi mà vô đây chi nữa? Vãi lòng. Trời ơi. Ăn mì tôm, ăn cháo. Thầy cũng mới ăn cháo xong em ơi. Từ từ. Thầy bây giờ thầy sẽ nấu mì anh em ơi. À, ngon. Ngon phải lòng, thầy phơ ngon phải lòng. 15K4 quả lòng. Trời ơi cảm ơn. Hết phép trời ơi cảm ơn bạn nha. Trời ơi tặng cho tôi cái mũ nữa cho trời ơi. Quái bạn. Sao hôm nay anh em tặng mũ cho tôi dữ dằn vậy trời. Quái đạn thật sự. 14K4. Trời ơi cảm ơn Nguyễn Thi. Cảm ơn bạn nha trời ơi. Hồi nãy giờ bạn Nguyễn Thi là tặng cho tôi que cái mũ rồi hay sao nè. Trời ơi cảm ơn thằng xe. Trời ơi thế sao tặng mũ dữ với anh em. Mười ba cái bảy rồi anh em ơi. Lên mười bốn mười sáu tim quả lòng. Không có bơ ke mà nó lên tới bốn mười sáu tim. Thầy quế quái lòng luôn anh em ơi. Thật sự là quế quái lòng anh em. Thiệt quái lòng. Quế quái lòng anh em. Trời ơi. Sao anh em dạo này ăn vô đông dữ vậy. 4 mồi 6 tim rồi anh em ơi. Bơ ke đi thầy. Thầy sợ không có đối thủ. À, bây giờ cho thầy bơ ke nữa anh em ạ. Thầy sợ thu. Chào mù bê ke bê anh em. 4 mồi 7 tim rồi anh em ơi. Ăn mì trộn anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã tặng hoa nha anh em. Chào em cái thầy ơi. Chào tất cả anh em. Chào Hào. Chào 13K anh em. DBO thầy ơi. Cảm ơn tất cả anh em. Trời ơi ai tặng kinh vậy. Cảm ơn Nguyễn Thi. Phải lâu. Ai tặng rau vậy. Cảm ơn Thắng Xe Lu. Thắng Xe Lu hay sao vậy.
Đó ta xem thử. Thắng xe lướt than ơi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Hiển Thi luôn nha. Cảm ơn tất cả anh em đã tặng quà tao này nha anh em. À, hôm nay đúng là vải lập. Ngầu quá thầy ơi. Chào 12 ke rử anh em. Hồi nãy á là thầy tính đi ban hai cái đống cát, tính ăn cháo xong là đi ban hai đống cát. Ai ngờ là anh em làm kỷ lục 42 ke người xem. Nên thầy vui quá thầy ăn thơm hai gói mì nữa. Tại vì thầy biết là anh em thích thầy ăn mì tôm đúng không? Nhưng mà hôm bữa giờ thầy ăn mì tôm nước, hôm nay thầy ăn mì tôm trộn nha anh em. Mì tôm trộn ăn cũng rất là ngon. Hồi nãy 42 ke anh em ơi, anh có một bạn kêu là đông 42. Anh em giải thích ra cho bạn đó nào anh em ơi. Anh em giải thích ra bạn đó dùm cho thầy cho anh em ơi. Hồi nãy bao nhiêu ke người xem. Anh em comment là hồi nãy thầy ăn thịt vịt bao nhiêu ke người xem. 42. Đó. Đó. Vãi lòng thật sự. Ổng ăn mì tôm hồi vậy trời. Tại vì cái món này là sở thích của tôi bạn ơi. Thật quốc anh em ơi. Có chứng chính đó nha. Ok ok chứng ok anh em ạ. Trời nước thôi mà. Chứng anh em ạ. Thật kệ nó anh em ơi. Đường chính cũng mất luôn. Lấy ý rồi ok. Cuộc sống này quá bon chen. Quỳ cuộc đời hạnh phúc thêm đêm. Tao anh em không? Đủ không được anh em không? Tao anh em không? Mười ke rử phải lòng ăn hai gói giữ thầy. Ăn hai gói đó mới no thì thầy nó đang đói. Trời ơi, trứng chưa chín trời ơi. Trứng chưa chín anh em ơi. Mười một ke, quải lòng. Lột từ từ anh em ơi, trứng chưa chín nó dễ bị tiệt lắm. Trời ơi, nó bị xìu anh em ơi. Em giống yêu ơi, anh đang quay về 10 năm sao vắng. Em giống yêu ơi, anh đang quay về 10 năm tuyệt vời. Còn 12 ghe quả lòng. Trời ơi, nó ngon quá này mơ. Trời ơi. Trời ơi, lột từ từ ta nhưng mà nó nát. Lần này thầy mình lột kỹ lên anh em ạ. Trời ơi, gần tét rồi anh em ơi. Gần tét rồi anh em ơi. Thôi đi 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 lấy đau đủ cho thầy anh em ơi. Kỷ lục 11 ke 6 rồi anh em ơi. Trời ơi. Cuộc sống này quá bon chen.
Vậy cũng cảm ơn tất cả anh em đã tặng hoa ngon nha anh em ơi, cảm ơn anh em nhiều nha. Trời ơi. Hồi chưa like 40k người xem, hôm tối nay 42k, quả hiếm lắm. Nhanh tí xíu nó đi mơ. Còn nó mềm mà đi mơ. Anh xin lỗi em. Mười cái tám. Quái lòng. Ăn lẹ thầy. Ok em từ từ em ơi. Chúng này nó khó lột lắm em à. Trứng ghè mình nó dễ lọt hơn trứng ghè công nghiệp. Trời ơi 11k, 11k anh em ơi, không có điểm dừng luôn anh em ơi. Từ từ anh em ơi. Từ từ anh em. Cho mì nó mềm tí á này, mời đã cứng quá ăn là nó khó tiêu. Đó. Trong khi trời ơi, nó phở cái trứng ra được không? Trời ơi anh em ơi. Chào mừng một ke ngon quá thầy. Ngon thì mua về ăn đi em ơi. Lột nhẹ thôi anh em ơi. Trứng mà luộc chưa chín hung á, lột nhẹ thôi. Trời ơi nó dễ bở quá anh em ơi. Trời ơi cái tô nó nóng quải lầm luôn anh em ơi. Chào 10k8, quải lòng thiệt chứ. Trời nó hết nước rồi. Mì này thầy nấu thiệt ăn hơi ngon quá nhưng mà. Trời ơi đúng rồi. Trời ơi ở trong cái lòng đỏ nó nước không anh em à. Nó chưa chín. Lòng đỏ nó nước không anh em ơi, 10k rưỡi quải lòng. Quán lòng thật sự. Rồi đơn giản vậy vô nè. Cái này mất cây nè anh em. Chào mừng các anh em. Mình em thấy không? Thấy tô mì không? Mừng cái tư. Vãi lòng. Mì cây anh em à. Rồi giờ này mới bỏ trứng vô nè. Quái lòng. Quái lòng. Nhìn nó ngon quá chứ. Đậu nó ngon. Trời lục kiểu này ăn béo thiệt luôn anh em à. Ngon ô. Trời ơi nó ngon. Ngon quá lòng luôn anh em ơi. Lột nhẹ nhẹ thanh em ơi. Tí nữa ăn luôn một trứng nó mà ngon.
Trời ơi. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, đừng có đối quế mà lột mạnh tay. Trời ơi, lửa rồi anh em ơi. Trời ơi, xong rồi. Trời ơi, trời ơi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ôi, chứng này bị quá lòng rồi em ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Quá lòng. Trời ơi. Trời ơi, nó ngon. Ngon. Trời ơi, nó ngon tuyệt vời luôn em ơi. Trời ơi. Ngon quá lòng luôn. Trứng này sắp bấy luôn rồi em ơi. Trời ơi. 11 cây sấu anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lấy cái này mà gọi luôn. Ừ. Anh đẻ mà em. Còn một trứng nữa bỏ vô luôn. 11 cái bẫy. Trời ơi. Còn trứng này thì lọt như thế nào nha anh em. Cố gắng nhẹ tay thôi em mà. Cố gắng lên con. Quên cố gắng lên lật ơi. Bỏ nhầm. Quốc đồ ngon. Trời ơi. Quá lòng. Ngon anh em ơi, ngon. Trời ơi, trứng này ok nè, trứng này thì lọt vỗ nè. Trời ơi, quay đăng cách, trời ơi. Lỡ rồi anh em ơi. Chào 11 kia anh em. Trời ơi anh em ơi. Trời ơi, cố gắng lên. Bữa còn chút lòng trắng còn biếu cơ, còn ôi biếu biếu quả lòng rồi quốc.